Bảo xin được chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Đại Chiến Tứ Sắc Attack 25. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Quang Bảo sẽ tiếp tục là cô trợ lý vô cùng xinh đẹp và duyên dáng, đó chính là Gina. Xin chào mọi người, mình là Gina và hôm nay mình lại làm trợ lý cho anh Quang Bảo. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay bốn người chơi của chúng ta là bốn người bạn rất thân thiết với nhau ở ngoài đời. Hãy cùng gặp gỡ bốn người chơi ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là diễn viên Lina Trang. Lina Trang xin chào tất cả mọi người. Tiếp đến diễn viên Nam Thư ở ô màu trắng, đó chính là anh chàng diễn trai Bom. Và cuối cùng ở ô màu xanh dương, đó chính là diễn viên Tuấn Linh. Đây là những người bạn rất là thân thiết với nhau. Mà ngày hôm nay khi mà đến đây rồi, đây là một khi không hề khoan nhượng. Nam Thư thấy như thế nào? Thư thì rất yêu thích mà green xanh lá. Xanh lá nhưng ai được xa lánh Thư nha. Được xa lánh Thư nha. Nên Trang nhìn lúc nào cũng nóng bỏng rực lửa đỏ. Bom như Trang giấy trắng. Nhìn rất là hợp với Bom nữa. Là màu gì? Màu muối. Màu muối thường là mặn đúng không? Nhưng mọi người hiểu lầm rồi, Bom chưa bao giờ mặn cả. Có vẻ như cuộc chiến chúng ta đã bắt đầu ngay từ cái phần giao lưu rồi. Còn bên kia là Phương Linh, xanh nước biển. Phương Linh thì sao? Ngày hôm nay đến đây như thế nào? Hôm nay lên đây thì em biết chơi cái này em cũng vui. Nhất là em được gặp mà anh Bom. Anh Bom. Anh Bom. À là em gặp anh Bom anh vui thôi, chứ em gặp chị với chị Lina Trang là em không vui. Đương nhiên không vui rồi mọi người biết không? Thật ra anh Bảo nói tụi em là anh thân mà rồi không đúng. Tại vì mọi người đều lớn hơn em hết. Nhưng mà đặc biệt là chị Thư. Chị Thư lúc nào quay phim gì, diễn kịch gì có em là đều có cảnh tan. Làm sao mà bạn thân được, hôm nay em tới đêm để trả thù. Đã thấy được tinh thần của các bạn rồi. Ok, bây giờ chúng ta vô chơi luôn nha. Chúng ta hãy cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Và đầu tiên sẽ là câu hỏi được gửi đến từ MC Quyền Linh. Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự, dù bao cách trở xa xôi lòng này tràn bao nhung nhớ hình dáng của người em yêu, trong tôi gói tròn ước mơ, tôi sẽ về thăm quê hương Hồng Ngự. Đố các bạn, Hồng Ngự là địa danh của tỉnh nào? Mời Lina Trang. Sao nhanh quá. Dạ, của Đồng Tháp ạ. Chính xác, xin chúc mừng Lina Trang. Quê em là láng giềng của Đồng Tháp, An Giang. Hèn chi nghe một cái là biết liền, bấm chuông rất là nhanh. Ô số đầu tiên luôn là ô số thứ 13 đã thuộc về Lina Trang. Mình chúc mừng. Không biết là trong thời gian sắp tới thì Lina có một cái dự án gì không? Em đang quay bộ phim Mẹ Ghẻ. Rồi không? Dây gì em? Em nhưng mà em không phải mẹ ghẻ. Quang Bảo biết không, Lina Trang trước giờ luôn đóng vai phản diện. Phim vậy em bị chửi nhiều nhất đó. Dập tắt lửa lòng. Dập tắt lửa lòng. Tức là phim đó bé Trang bị chửi tới nỗi bé Trang phải đi bác sĩ tâm lý. Mà tính ra đó là thành công. Đúng. Tính ra đó là thành công. Xong cái chị thấy tội. Bé Trang đóng phản diện, chị thấy tội, chị mời đóng phim chị liền. Chị mời đóng phim chị liền. Chị mời hoãn phản diện nữa. Mời hoãn phản diện nữa. Hay quá. Quá luôn á. Rồi thôi, chúc mừng Lina Trang với ô số đầu tiên. Bây giờ hãy cùng đến với câu tiếp theo. Xin mời Gina. Hãy sắp xếp các chữ cái xáo trộn sau thành tên một nghệ sĩ hài hay livestream. Quá dễ luôn, Linh ơi. Lê Dương Bảo Lâm. Đúng rồi. Chính xác, chúc mừng Phương Linh. Mọi người ơi, mọi người ơi. Xin mời Phương Linh chọn ô số. Em chọn ô số 12. Màu xanh dương dành cho Phương Linh, xin chúc mừng. Đến với câu hỏi tiếp theo thì em sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Giả sử như là hôm nay sau khi đi quay Attack 25 về thì chị Nam Thư bị đói bụng, nên nấu mì gói ăn xong rồi chị đi ngủ. Đến 2 giờ sáng thì trời mưa lớn, gió rít ngoài cửa sổ khiến cho chị Thư giật mình tỉnh giấc. Thật là kinh khủng, xung quanh chị Thư tối đen như mực và có một mùi ga nồng nặc bao quanh lấy chị Thư. Hỏi ngay lập tức chị Thư nên làm gì? Hay quá Bông ơi, người ta có 3 sự lựa chọn mà chưa kịp đọc Bông đã bấm chuông rồi. Bông trả lời đi. Tung cửa chạy ra ngoài, hoặc là mở cửa sổ cho khí ga bay ra. Đáp án hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng Bông. Nhà chị ở chung cư mà Bông nói tung cửa sổ nhảy ra ngoài như vậy là chị gì đây? Không, hồi nãy em nghe anh Bông nói tung cửa chạy ra ngoài. Tung cửa chạy ra thôi, chỉ nghe tung cửa thôi. Khoan, mọi người đợi xíu, cho coi lại hình hồi nãy. Tung cửa chạy ra ngoài, hoặc là mở cửa sổ cho khí ga bay ra. Mình sai rồi Linh ơi. Không ơi, chọn ô đi Bông. Chọn số 11.
Chọn ô số 11 để bao đầu của mình, sự lựa chọn hợp lý. Xin chúc mừng Bom. Bây giờ Linda Trang, Bom cũng như là Phú Linh đã có mỗi người một điểm. Riêng Nam Thư chưa có chơi game. Mọi người cho em hỏi tí là mọi người có biết sự tích chầu câu không? Em hỏi vậy câu đó bốn người chẳng khác nào như em nói tụi chị không có tuổi thơ. Trời thiệt đúng không? Và câu hỏi là hai anh em sinh đôi trong sự tích chầu câu mang họ gì? Quá dễ luôn Thư ơi. Họ gì? Vô nè. Họ Cao, Cao Tân với lại Cao Lan. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng Nam Thư. Quá chính xác. Mấy đứa ơi, chị có tuổi thơ. Chị có tuổi thơ, chị bắt đầu chơi game rồi. Bây giờ chị Thư chọn đi. Bây giờ thì em sẽ chọn một cái ô số nó hợp với lứa tuổi của em. 18 thôi mọi người. Trời ơi. Wow. Và hợp lứa tuổi vậy luôn á. Rồi, tiếp tục nào. Dạ, và câu hỏi tiếp theo. Ca sĩ Mỹ Tâm có biệt danh là Họa Mi Tóc Nâu. Ca sĩ Khánh Linh thì có biệt danh là Họa Mi Trong Mưa. Vậy câu hỏi là trong tự nhiên đâu là chim Họa Mi trong số 4 hình ảnh sau đây? Mời. Hay không? Liên quan, quá liên quan luôn. Biết chết liền. Mặt mọi người như kiểu quá dễ luôn. Trời ơi. Hình như có câu C. Trời ơi. Trời ơi, Bom ơi. Bom ơi. Bom ơi. C. C. Đúng rồi, là sự lựa chọn của Bom. Chúng ta hãy cùng xem đáp án. Con kia cũng hả mỏ mà, con B. Trời ơi, im lặng mà sao nguy hiểm dữ vậy? Chọn ô nào. 14. Ê, và như vậy là Phương Linh cùng với Lina đã mất đi ô số của mình. Tất cả những ô đó đã thuộc về Bom. Chúc mừng Bom với 4 điểm. Và câu hỏi tiếp theo. Xương quay xanh là tên gọi khác của xương nào? Là xương rồi gì? Rồi mình có mình show xương ra nè. Mình show ra nè. Đâu đâu xương quay xanh đâu. Mà nó vậy nè. Xương đòn. Xương đòn đó bạn. Chính xác, xin chúc mừng Linh. Mời Linh chọn ô số. 23. Đúng rồi, đi về góc thì mình ôm được nhiều số hơn. Và tiếp theo là một câu đố hắc não, cho nên mọi người hãy nghe thật là kỹ nha. Hãy giả sử bạn có con là một bé gái rất đáng yêu. Con gái bạn gọi bạn là mẹ, gọi mẹ của bạn là bà ngoại, gọi bà ngoại của bạn là bà cố. Vậy con gái của bạn sẽ gọi bà ngoại của cháu ngoại bạn là gì? Chết chưa? Con gái sẽ gọi bà ngoại của cháu ngoại bạn là gì hả? Ừ. Là mẹ. Mẹ là đáp án chính xác. Chúc mừng Phương Linh. Gờ đã tới tay em rồi, em hãy phất lên đi. Thì đương nhiên là em sẽ chọn số 8 rồi. Và điều đó đồng nghĩa là 13 và 18 sẽ biến thành màu xanh dương. Và câu hỏi tiếp theo. Hãy cho biết nàng và ta trong hai câu thơ sau đây là ai? Khoan khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái, ta là phận trai. Quá dễ luôn Linda Trang nè. Dạ là Lục Văn Tiên và Kiều Nguyệt Nga. Chính xác, xin chúc mừng Linda Trang. Mời Linda Trang chọn ô. Em chọn số 24. Có vẻ xanh lá đang bị xa lắm đó mọi người. Đúng rồi. Và câu hỏi tiếp theo thì xin mời mọi người xem hình ảnh sau đây. Lần lượt trên hình ảnh đó chính là đậu que, đậu rồng, đậu Hà Lan và đậu bắp. Câu hỏi là hãy cho biết đâu là đậu khế trong bốn loại trên. Đậu khế là đậu xin mời chị Trang. Đậu khế hả? Em chọn câu D. Tại vì không có biết nhưng mà thấy mấy cái khía nó giống trái khế á. Chỉ cần suy nghĩ đơn giản như vậy thôi và đã đem về một điểm tiếp theo dành cho Linda Trang. Rồi, xin mời Linda Trang chọn ô. Số 6 ạ. Và điều đó đồng nghĩa 12 và 18 bắt buộc về Linda Trang. Chị Thư đang bận cho một cái dự án mới á mọi người. Đúng rồi, chị cũng đang suy nghĩ cho dự án mới. Và hình như là dự án mới của chị thì không có ba người ngồi trên này. Chết rồi. Mời chị đang. Vở cải lương Lan và Điệp được chuyển thể từ tiểu thuyết nào? Cái này có tên là Tắt Lửa Lòng Đốt. Chính xác, xin chúc mừng Phương Linh. Phương Linh chọn ô. Em chọn số 3. Hợp lý, lấy nguyên hàng dọc luôn. Xin chúc mừng Phương Linh và Phương Linh lại Phương Linh dẫn đầu với 5 điểm. Liên tục hoán đổi qua lại, chỉ duy nhất có một ô là không hề xuất hiện mà thôi. Đau quá. Đau quá. Nhột á, nghe nhột ghê mọi người. Và câu hỏi tiếp theo. Hãy điền từ còn thiếu vào trong câu hát sau. Con lợn ép biết ăn không biết ba chấm.
Con vịt nâu cạc cạc không nên câu. Xin mời, mời anh Bom. Con lợn ép không biết hát. Chính xác, xin chúc mừng Bom. Đây là bài hát Con lợn ép của nhạc sĩ Nguyễn Hà Hải. Mời Bom chọn ô. À, chắc số 15. Chúc mừng Bom. 11, 12, 13, 14, 15 đã thuộc về Bom. Và Bom đã lại vươn lên dẫn đầu với 5 điểm. Linh bị lấy mất một ô rồi. Không sao, không sao. Vậy là yêu rồi, vậy là tương tư thôi. Và câu hỏi tiếp theo, Chu Văn An là một thầy giáo lỗi lạc trong lịch sử Việt Nam. Hãy cho biết ông làm quan ở triều đại nào? Quá dễ. Ai chà. Quá dễ. Hay. Mời Phương Linh. Triều nhà Trần. Chính xác. Quả không hổ danh là học sinh. Chính xác hơn là cuối thời nhà Trần. Xin mời Phương Linh chọn ô. 25. Rồi chị ơi, em sắp trở về với chị luôn rồi kìa. Cố lên, cố lên. Và câu hỏi tiếp theo, mời mọi người xem hình ảnh sau đây. Trong ba biển sâu, biển nào cảnh báo đoạn đường thường xảy ra tai nạn? Lại là chị Linh. Em chọn cái biển ở giữa. Chính xác. Ê Linh. Dạ. Bộ cái tay em bị dính vô chuông. Sao nó lại bị trượt dài. Trượt ngoài vậy. Bây giờ để coi Phương Linh sẽ chọn ô nào nhé. 16. 16 là sự lựa chọn của Phương Linh. Yeah. Để chém luôn 3 ô. Và câu hỏi, hôm qua qua nói qua qua mà qua không qua, hôm nay qua không nói qua qua mà qua lại qua. Câu hỏi là hãy cho biết có bao nhiêu từ đồng âm khác nghĩa trong hai câu trên. Trời. Bao nhiêu từ đồng âm nha Trang? 3. Xin chúc mừng. Từ đó là từ qua. Đó là một từ đồng âm nhưng mà có 3 nghĩa khác nhau. Là ngày hôm qua, là qua bản thân người đó. Và coi như là một cái sự di chuyển động từ. Xin mời Trang chọn ô. 21. Bom đang có 3 điểm, Trang đang có 4 điểm và Linh đang có 7 điểm và tạm dẫn đầu. Ủa anh ơi, anh quên đọc cái điểm của chị Nam Thư á, em quên. Như cũ. Như cũ. Bây giờ cái tay mình phải dính vô cái chuông luôn nè. Không, chị cứ trượt dài với em đi. Đây là câu đố cần có sự thông minh, nhanh trí và trải nghiệm cuộc sống. Bỏ anh Bom ra. Chị Thư. Chị Thư nè, chị Thư lên. Lên Thư lên nè. Lên lên. Câu này là câu dành cho chị Thư nè. Hãy cho biết cái gì nhà nghỉ có mà khách sạn không có. Nhà nghỉ có mà khách sạn không có. Nhà nghỉ. Chữ G với chữ Y. Chữ K, chữ... Chính xác chưa? Bên này là nhà nghỉ G. Khách sạn. Ok, G, Y. Y và G, xin chúc mừng. Hay quá, có điểm rồi. Trời ơi, mình được chọn rồi hả mọi người? Bầu trời này là của chị Thư, chị muốn chọn ô nào cũng được hết trơn á. 22. Chắc luôn, lấy chắc điểm đó luôn, không có bị mất. Và câu hỏi tiếp theo liên quan đến địa lý. Khoảng cách của 1 hải lý và 1 km, cái nào dài hơn? Quá dễ luôn, Bom, mời mời Bom. Hải lý dài hơn. Hải lý dài bao nhiêu nè? Không biết, nhưng mà tại biết nó dài hơn km. Và xin chúc mừng Bom. Bây giờ Bom chọn ô số đi. Số 2, đúng rồi, số 2, số 2. Đúng rồi, số 2. Số 2, ăn luôn 8. Yeah. Chứ đừng tổng kết lại số điểm, hiện giờ Nam Thư đang có chắc 1 điểm. Linh Na Trang có 4 điểm, Bom 5 điểm và Phương Linh tạm dẫn đầu với 6 điểm. Và tiếp theo xin mời mọi người xem clip. Hãy sắp xếp các chữ cái xáo trộn sau thành tên một món ăn mà bà Tân Vlog từng nấu. Mời chị Thư. Lẩu Thái siêu cay. Chính xác, chúc mừng Nam Thư. Quá nổi tiếng luôn. Bây giờ ô số mấy Thư ơi? Thư chọn ô số 10. Ô số 10 dành cho Nam Thư. Và luôn ô 14 và 18 cũng thuộc về Nam Thư luôn. Ô la la, chị trở lại rồi nha mấy đứa. Chỉ cần hai câu thôi mà làm cho tất cả mọi thứ nó trở lại thế cân bằng hết luôn. Bây giờ thì Trang, Nam Thư cùng với lại Bom đang có 4 điểm. Và Phương Linh đang bị kéo dần điểm xuống rất gần với mọi người rồi. Nhưng vẫn tạm dẫn đầu với 5 điểm thưa quý vị. Và câu hỏi tiếp theo, có địa danh Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy thì Bà Rịa ở đây có nghĩa là gì? Chị Thư tức lắm, chị Thư rất tức. Chị Thư rất tức mọi người.
Tại quê Thư ở Bà Rịa Vũng Tàu. Quê mà. Quê em cũng ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, trả lời đúng nè. Chị Thư xin trước em, chị Thư bấm sau em. Phim sau chắc có em. Em làm sao có được đi làm. Trả lời đi, em trả lời đi. Chị Thư rất là thương em. Bà Rịa là Bà Rịa. Tên của cái bà tên Rịa. Đó chính là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Phương Linh. Theo truyền thuyết kể rằng thì vào thế kỷ thứ 18, bà Nguyễn Thị Rịa vào khai phá vùng đất này. Khi bà mất thì người dân đã lập miếu thờ và đặt tên cho vùng đất này là Bà Rịa. Hiện nay thì ngôi mộ của bà vẫn còn ở ngọn núi Tam Phước. Rồi, xin mời Phương Linh chọn ô. Số 1. Em chọn ô số 1. Số 1 là sự lựa chọn của Phương Linh. Xin chúc mừng Phương Linh. Ăn luôn điểm của Bom rồi. Và câu hỏi tiếp theo, trong ba đáp án sau đây, đâu là tên của một món ăn? Rêu đá, bầu đá, mầm đá. Xin mời Trang. Dạ là rêu đá. Đúng rồi. Chính xác, xin chúc mừng Lê Đa Trang. Rêu đá là món ăn của đồng bào dân tộc Thái ở vùng Tây Bắc. Mời Trang. Ôi trời ơi, bây giờ chắc chắn là số 4. Khó luôn, 8 với lại 12 luôn. Bom ơi, Bom có còn trong cuộc chơi không Bom? Thay hết nước đi rồi đó. Bom còn một nước đi. Đúng rồi. Đi vào tim em nè. Đi vào tim em nè. Đi vào tim em nè. Từ quay đến giờ riết nghe riết nhàm luôn. Nhưng mà vẫn từ chối. Ai nói giỡn không, nói thiệt rồi chết rồi. Không, tim nào mà có anh Bom là Linh đi theo. Em nói thiệt không? Bây giờ em có nói thiệt không? Bom nói em có nói thiệt không? Chết nói thiệt chơi. Mọi người nghĩ sao tình cảm đâu ra đùa giỡn, tình yêu đâu phải trò chơi. Hả? Người ta là con gái mà người ta dám lên sóng truyền hình, người ta thả thính em như vậy là em phải nghĩ tới, hiểu không? Con bé đã hết sức can đảm mới làm như vậy. Mặt em giống giỡn không? Hôm nãy giờ là anh lấy ô của em, anh ăn ô của em mà sao anh chưa ăn em? Bây giờ nè, Bom đồng ý hay không? Mình chơi tiếp đi, sau chương trình này nói nha. Sau chương trình nói nha, tới cuối cùng tôi hỏi lại nha. Trước khi mình đến được cái chuyện mà tình cảm đúng không? Bây giờ phải lấy được tiền trước cái đã. Đúng rồi. Tính sao, đúng không? Đúng rồi, Bom suy nghĩ kỹ nha Bom. Cuối giờ mình hỏi lại đó. Ok, ok. Và câu hỏi tiếp theo là câu... Đây là hình ảnh của bốn hoa hậu tại Việt Nam. Trời ơi. Là ai? Xin mời mọi người xem hình ảnh sau đây. Bên tay phải là Biết Bà Hen rồi nè. Ừ. Ở dưới là Mai Phương Thúy nè. Ừ. Rồi Mai Phương Thúy nè. Mai Phương Thúy. Rồi ai nữa ta? Quá dễ Kỳ luôn á. Kỳ Duyên. À, Đặng Thu Thảo. Xin chúc mừng Lina Trang. Xin mời Lina Trang chọn ô số. Nhan chọn số 20. Hay quá. Chị ơi, cái này là bắt buộc thôi chứ em không có muốn ăn chị. À không, Trang, chị hiểu luật chơi mà. Chị ghim thôi. Không sao, luật chơi là vậy. Phim sao nhớ mời em nha chị. Rồi bây giờ đã đến cái câu hỏi quan trọng. Có tên gọi là cơ hội tấn công ở Attack 10. Riêng câu hỏi này, nếu như mà ai có câu trả lời chính xác thì sẽ được quyền chọn một ô số và sau đó là phá bỏ một ô số của đối phương. Hiện giờ Bom đang có 2 điểm, chị Nam Thư có 3 điểm, Phương Linh đang có 6 điểm và tại dẫn đầu là Linh Anh Trang với 9 điểm. Xin chúc mừng mọi người. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi cơ hội tấn công Attack 10. Trước khi trở thành MC thì anh Quang Bảo từng là một vận động viên bơi lội rất cừ. Vậy thì nếu vận tốc bơi của anh Quang Bảo là 5 km/h, anh đang ở cách biển 5m, con cá mập thì có vận tốc là 50 km/h và đang cách anh Quang Bảo 50m. Hỏi liệu anh Quang Bảo có bị cá mập ăn thịt hay là không? Hay quá, anh Bom ơi, em yêu anh khúc này nè. Có bị ăn hay không? À, cái tướng này cá mập nó ghét lắm, nó không thèm cắn đâu. Eo mẹo, eo mẹo. Bây giờ lý do tại sao không? Mình trả lời được tại sao vậy? Con này không dám ăn, sợ chúng độc. Cái gì? Hả? Cái gì chúng độc? Cá mập bơi không kịp tới. Hên là đúng á, chính xác, xin chúc mừng con. Trời ơi, biển 5 mét là tức là anh Quang Bảo chưa có ở dưới nước. Đúng rồi. Ha. Tôi cứ trên bờ. Người ta đang ở trên bờ. Bây giờ chọn một ô đi. Bom chọn số 5. Rồi. Bây giờ á, nếu mà phá như thế nào? Bom chọn số 1. Bom đã chọn phá ô số 1 là ô của Phương Linh. Sao của chồng công vợ, cái gì của em hết à? Sau câu hỏi cơ hội tấn công thì số điểm hiện giờ như sau: Nam Thư đang có 2 điểm, Bom đang có 4 điểm, Phương Linh đang có 5 điểm và tạm dẫn đầu là Linh Anh Trang với 9 điểm. Xin chúc mừng Linh Anh Trang. Trong bài Đồng Dao Thằng Bồm, khi Bồm từ chối lấy cá mè, phú ông đã xin đổi cái gì? Bè gỗ lim. Chính xác, xin chúc mừng Bom luôn. Trời ơi. Em tự hào về chồng em quá mọi người ơi. Tất nhiên rồi, Bom chọn số 1. Bom đã chọn ô số 1. Lấy thêm 2 ô của Phương Linh và 1 ô của Linh Trang. Anh Bom chọn ô số 1.
là anh Bom chọn em đó mọi người. Tại số 1 là nguyên cái hàng đó của em á. Chọn hàng của em là chọn em. Chọn hàng em luôn. Chọn hàng em luôn. Ở chợ nổi, các ghe đều có cắm cây bẹo. Ghe bán thứ gì thì trên cây bẹo sẽ treo thứ nấy. Vậy nếu bán cái ghe thì cây bẹo treo cái gì? Lại là Phương Linh. Treo cái lá. Lá gì vậy? Lá khô. Là lá bán. Chính xác. Xin chúc mừng Phương Linh. Linh ơi, quan trọng nữa. Ủa chứ không phải treo cái biển bán ghe hả? Vỗ tay cho Linh ra Trang. Hay quá. Mọi người chị Linh ra Trang. Khoan khoan tiếp tiếp. Miền Tây. Khoan Trang, em quê đâu vậy? Em là người An Giang hả Linh ra Trang? Dạ em người An Giang nhưng mà em ở miền núi anh. Ờ trên núi. Em không phải ở sông. Mời Phương Linh chọn ô. Mời số 19. Số 19. Và câu hỏi tiếp theo về toán học. Tất cả chúng ta đều biết 1 phần 2 của 10 là 5. Vậy 1 phần 2 của 10 thì bằng bao nhiêu? Dễ ẹt. Xin mời Nam Thư. 1 phần 2 của 10 là bằng 5. 1 phần 2 của 10 15. 15. 15 là đáp án. Chính xác. Xin chúc mừng Nam Thư. Ủa từ sao hay mà? Vậy 1 phần 2 là bằng 3 phần 2. 3 phần 2. Đúng không? 3 phần 2 của 10 là 15. Xin chúc mừng Nam Thư. Trời ơi, tới chị được chọn rồi. 17. 17 thì được chọn của Nam Thư. Ủa? Là... Ủa vậy thôi hả? Nhưng mà bây giờ Thư mà chọn được 79 là Thư lên điểm nhiều lắm á. Và lấy lại được đỏ trắng đó. Nhưng đúng cố rồi. Lên đúng rồi. Biết đâu bất ngờ, thật sự. Ủa sao anh không nói em giống vậy luôn em? Ờ, em cũng có khả năng đó luôn, cố lên. Nói chung là bây giờ mình chưa ngã ngủ đâu. Bây giờ mặc dù là đang dẫn đầu là Trang với lại Bom là 8 điểm như nhau. Thì Thư đang có 3 điểm, rồi Linh đang có 4 điểm. Tuy nhiên, nếu như mà Linh nha lấy được 2 cái kia luôn là Linh sẽ có thêm là 1, 2, 3, 4 ô lận. Mà mỗi người sẽ mất vậy... 1 ô là Linh lên điểm cao. Vậy em anh cho em hỏi là em lấy được cái nào để em lấy được anh Bom? Em chọn ô cửa em. Ô cửa đó. Dạ, ô cửa đi đó. Ra ngoài chị. Ô cửa sổ nhà chị Nam Thư đi trên lầu. Đúng rồi. Chứ anh nhìn qua nhìn lại anh không thấy kịp luôn. Và tiếp theo cũng vẫn là một câu hỏi về toán học. Hình tròn có đường kính bằng cạnh của một hình vuông thì hình nào có diện tích lớn hơn? Hình vuông. Hình vuông là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Nam Thư. Hay quá. Gì vậy chị ơi vậy? Tấm không kịp chị luôn á. Kệ em. Câu hỏi Thư sẽ chọn ô số 7 là hợp lý nhất rồi đúng không? Yeah. Chết rồi, chết rồi. Bây giờ mới căng thẳng nè. Nếu như Thư mà thắng được ô 9 này, chà, 3 ô nữa sẽ thuộc về mình. Trang ơi, Trang phải lấy ô này để lấy được 13, 17 là bứt phá một cách ngoạn ngục. Còn màu trắng mình lấy ô 9 thì có thêm 1 điểm, nhưng mà bắt buộc phải lấy. Nếu không lấy mà bị hai người kia lấy là mình cũng thua luôn. Cho nên đây là một cái thế cờ rất khó mà mọi người phải tập trung nghe câu hỏi này. Xin mời chị em. Hãy sắp xếp các chữ cái xáo trộn sau thành tên một ca sĩ nổi tiếng từng tham gia đóng phim. Lại là Trang là người bấm. Sơn Tùng MTP. Liệu rằng Sơn Tùng MTP có giúp cho Linda Trang giành được chiến thắng hay không? Chàng trai năm ấy. Yes. My Tiger. Xét của tôi. Xin chúc mừng Linda Trang. Đó là đáp án chính xác trong bộ phim Chàng trai năm ấy vào năm 2014. Và điều đó đồng nghĩa là Linda Trang đã có tổng cộng là 11 điểm. Xin chúc mừng. Và như vậy là Linda Trang đã giành chiến thắng ở vòng này và sẽ mang về số tiền thưởng là 5 triệu. Tuy nhiên, Linda Trang có khả năng gia tăng số tiền đó thành 10 triệu đồng nếu như trả lời được câu hỏi ở vòng đặc biệt này. Và bây giờ, câu hỏi đặc biệt. Xin mời chị em. Và câu hỏi đặc biệt như sau. Đây là ai? Những ngôi số của Linda Trang đã được mở ra. Ồ, tới 4 nhân vật lần. Ai chà. Ai chà, từng tham gia lớp boss luôn. Trời Trang, điểm lại phim truyền hình kìa, nữ hả? Nam hay nữ? Không biết. Em không thấy rõ. Đó là nghệ sĩ nào? Giống anh Trường Giang vậy. Đó là nghệ sĩ nào? Nữ nha. Nữ hả? Nữ. Không biết. Đó là nghệ sĩ nào? Nam hả? Nam hả? Nghệ sĩ hài á. Không biết. Không biết. Năm. Bốn. Xuân Bắc. Là ai à? Xuân Bắc. Chắc chắn chưa ạ?
Chốt đúng không? Chốt đáp án Xuân Bắc. Rồi, xin được mở hết tất cả các ô còn lại và hãy một lần nữa xem lại các gợi ý. Che hết mấy cái ô quan trọng luôn. Xui á. Bắc hướng Bắc đúng rồi đó, em đúng rồi đó Trang ơi. Ừ, em thấy anh còn lý tại mời hình nó xa quá em không có thấy rõ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng Xuân Bắc không? Hành trình kết nối chứ. Rất là quen thuộc rồi đúng không? Tới cái hình này đã nhận ra rồi. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc. Xin chúc mừng Lina Trang. Rồi, xin cảm ơn các người chơi rất nhiều. Và một lần nữa xin được chúc mừng Lina Trang cũng đã giành luôn cả chiến thắng ở vòng đặc biệt và xin mang về nhà với chị đề thưởng là 10 triệu đồng. Ê, nhưng mà còn cuối cùng trả lời có hay không? Mưa cho ngày hôm nay thưa quý vị. Xin được cảm ơn tất cả quý vị vì đã theo dõi chương trình và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào tuần sau lúc 20:30 trên kênh H27 quý vị nhé. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.